Biểu tượng bóng đá Brazil Pelé, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với 3 lần vô địch World Cup, đã qua đời vào rạng sáng 30 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt Nam ở tuổi 82. Như vậy, sau hơn một tháng nhập viện với triệu chứng phù nề toàn thân và suy tim, vua bóng đá Pelé đã chính thức trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của những người hâm mộ trên toàn thế giới. Pelé nhập viện từ ngày 29 tháng 11 do căn bệnh ung thư ruột kết cũng như các biến chứng ngày một nghiêm trọng liên quan đến tim và thận. Dù được chữa trị tận tình nhưng vua bóng đá vẫn không qua khỏi. Người con gái của Pelé là Kelly Nascimento viết trên mạng xã hội Instagram: "Tất cả những gì chúng tôi có được là nhờ có cha. Chúng con yêu cha vô hạn, hãy yên nghỉ." Ian Rush, biểu tượng của Liverpool, cũng viết trên mạng xã hội Twitter sau cái chết của Pelé: "Một ngày rất buồn cho bóng đá, một biểu tượng và một vĩ nhân thật sự của môn thể thao này, người đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cảm động bằng thứ bóng đá và nhân cách của mình sẽ được ghi nhớ mãi mãi." Với biệt danh The King, Pelé đã giành được chức vô địch ở 3 kỳ World Cup cùng Brazil từ năm 1958 đến 1970. Ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá đạt được thành tích này. Thành tích đáng kinh ngạc của ông là 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận đấu, bao gồm cả các trận giao hữu, được công nhận là kỷ lục Guinness Thế giới. Pelé đã ghi 77 bàn sau 92 trận cho đội tuyển quốc gia, kỷ lục bị Neymar san bằng tại World Cup gần đây. Pelé bùng nổ trên sân cỏ từ khi còn nhỏ. Ông ra mắt đội bóng địa phương Santos khi mới 15 tuổi và sau đó có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil năm 16 tuổi. Pelé đã cùng các đồng đội vô địch World Cup năm 1958 khi mới 17 tuổi, sau đó vô địch lần nữa vào năm 1962 và 1970. Siêu sao người Nam Mỹ đã ghi được 643 bàn thắng sau 659 lần ra sân cho câu lạc bộ Santos trong suốt 18 năm thi đấu của mình. Vua bóng đá Pelé cũng chơi cho New York Cosmos và giải nghệ vào năm 1977 sau một trận giao hữu giữa Cosmos và Santos. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.